Được chưa nhở? Được rồi đấy, được rồi đấy, được rồi đấy. Quả đầu nhìn chán thế đâu vậy à? À dạ vâng ạ, không có gì đâu anh ơi. Căn bản là dạo này là thời tiết nó đang hơi nóng. Thời tiết nó đang hơi nóng cho nên là em cắt đầu chọc để cho nó mát. Tiện thứ hai nữa là mình đỡ phải tốn dầu gội đầu anh em ạ. Cái quả đầu này em cắt được hơn một tuần rồi mà. Cắt được hơn một tuần rồi mà. Sao mọi người có vẻ gọi là gì nhỉ? Mọi người có vẻ hơi bất ngờ với cái đầu này của em nhỉ? Em thấy bình thường. Anh Low Way nghĩ sao khi một game thủ đến từ Bắc Ninh nói Long chỉ kim cương 4 thôi? Nó là đúng em ạ. Anh không dám cãi cái đấy. Anh trình độ của anh chỉ ở anh kim cương 4, kim cương 4 và kim 1 ở lên Thanh Hàn thôi. Chứ anh đánh không có lên nổi. Chơi mình không à, anh không lên nổi. Anh mà phải đua, anh đua với cả AD hay thì anh mới lên nổi chứ. Chứ ngày mai chơi mình sao anh lên nổi em. À quên mất, anh phải đua với cả support hay nhá. Thì anh mới lên được. Chơi chơi mình khó lên lắm. Bên anh Hà này chơi mình chỉ có toang không ạ. Sao No Way không đánh VCS thế? Dạ vâng, thì để trả lời câu hỏi này của anh thì em cũng xin chia sẻ thật là em không có chain với team. Em không có chain nhiều. Cho nên là em không có đánh được. Cái thứ hai nữa là em không có muốn tranh cái vị trí với cả Celeb. Hai anh em cũng nói chuyện với nhau rất là nhiều. Năm mùa này có khả năng là mùa cuối của nó rồi. Cho là mình tự nhiên bây giờ mình vào mình tranh cái nó cũng kỳ. Nếu mà em đánh support thì được. Em đánh support em vào em chơi thì được. Em vào em côn thì được. Nhưng mà để mà em đánh AD thì em với là Celeb như nhau à. Chả khác gì nhau cả anh ạ. Hai thằng là như nhau. Thằng nào đánh cũng được à. Có khác gì đâu. Quan trọng là cái vị trí sụp thôi. Optimus thì tầm này anh mất thì cũng toang như tôi thôi. Sau công phải hiểu nhá, game thủ chỉ cần nửa năm thôi, tức là một mùa thôi mà không chơi ấy là đã bị out meta rồi. Đây là anh mất là cũng phải nghỉ khoảng tầm đâu đó phải 3-4 mùa rồi mà, đúng không? Cũng phải nghỉ căng hơn tôi đấy. Ờ mà bây giờ kêu nó đánh lại thì chắc là tầm này chỉ có dạng háng thôi. Lúc nào first item cũng là đồng hồ cát với cả giày ninja với cả giày thủy ngân là coi như là no hope được cái gì đó. Đúng không? Dimit bây giờ mà first item đồng hồ cát, giày thủy ngân rồi giày ninja là no hope rồi. Đầu anh gọi là đầu cua, đúng rồi em ơi. Đầu anh gọi là đầu này là đầu cua đấy. Đầu cua đấy, long cua. Từ bé đến lớn giờ anh toàn cạo đầu này mà. Từ bé đến lớn giờ luôn, toàn chơi đầu này. Cho nó cẩn thận. Nhưng mà đợt trước là còn để mái cơ, không hiểu cái để cái mái cái này này. Đó, để mái đây này. Thì lúc mà mình vuốt ra ấy thì nó có cái mái nhìn trông nó đẹp đẹp. Nó bắt đầu là mình nhổ nước bọt áp chụp, nhổ nước bọt vào tay. Nó bắt đầu trải trải ra, nó làm thành cái mái hiên nhìn trông bảnh lắm. Nhưng mà đợt này thì tôi không có để mái nữa rồi. Đợt này tôi cắt chọc luôn rồi. Xoáy bảo liếm. Ơi, đầu chọc thì em để như nào cũng được mà. Quan trọng là nếu mà em để mái thì nó lại không để được thôi. Còn đầu chọc thì em cắt kể cả bò liếm liếm tới đâu em cũng cắt chọc được hết. Cắt em đảo anh hai chọc đi là được. Mà không hiểu sao từ bé lớn rồi bây giờ tôi mới nhận ra là tôi hay xoáy không ạ. Bé giờ tôi tưởng là tôi có một xoáy à. Xong hôm trước đi cắt tóc thấy anh này anh kêu là ui hai xoáy, hai xoáy là nghịch lắm. Mà trong khi mình hiền khô, trong khi mình hiền khô à. Thế mà đầu em hai xoáy đấy. Em không tin được đầu em hai xoáy đấy. Hình như là lớn lên khoảng tầm đâu đó cấp 3 là em đọc thêm một xoáy nữa hay sao ấy. Chứ bé ra rõ ràng là em một xoáy mà. Bé là một xoáy mà không hiểu sao lớn lên là thành hai xoáy. Ờ. Điêu không? Không được điêu không? Hồi bé là em một xoáy. Nhưng mà bây giờ em lớn lên em hai xoáy. Cái này là nó thay đổi trong lúc đi ngủ mà mình không biết được. Đầu hai xoáy luôn, hai xoáy. Nhìn gọi là hơi bị chiến à. Anh mới đặt cái bông ngoài bông tai này. Tí nữa người ta ship đến tí tôi đeo bông tai cho công luôn. Cho nó cẩn thận luôn. Mới đặt một cái bông tai hình gì nhỉ? Mới đặt một cái bông tai. Đồ tôi đeo bông tai luôn cho nó chất. Hiền quá, người ta bắt nạt không à. Bây giờ nhìn nó phải chiến tí. Bắt nạt phát là lấy xiên luôn. Xiên luôn, lấy cái xương sườn tôi xiên luôn. Lúc này không để ai bắt nạt được các bạn ạ. Tại sao đội hình nhiều sao như SE lại no hope với anh? Nhiều sao không có nghĩa là nó khỏe em ạ. Nhiều sao nhưng mà quan trọng là thằng nào nó cái tôi là cũng cao. Cái trước hết ấy, ở một cái đội hình nhiều sao ấy là phải có một cái người thầy. Rồi phải có những một cái người gắn kết được cái team đấy vào với nhau thì nó mới mạnh được. Chứ bây giờ một team nhiều sao mà không gắn kết được những ngôi sao với nhau thì nó khó lắm không ạ. Không, cái này phải nói thật đấy. Giờ không gắn kết được thì làm sao mà khỏe được không? Team thì nhiều sao thật đấy.
nhưng mà không thấy đâu có sự gắn kết đâu. Mà cuối mùa đây là còn gặp SGB đúng không? Mùa cuối mùa này là còn gặp SGB với cả Set. Nói chung là mấy cái đội ở hạng trên không à. Thì tôi đang không biết là team tôi nó sẽ như nào. Chứ thấy mấy thằng em là hơi bất ổn rồi. Thấy mấy thằng em hơi bất ổn rồi đấy. Đánh mà không có sự tin tưởng mà cứ có không không, cứ đặt ra câu hỏi ở trong cái trận đấu ấy thì nó khó lắm. Giống như một tình huống đi. Câu hỏi, thay vì câu hỏi một câu là đánh không, đánh được không, thì câu phải bảo là vào, chơi thằng này, đó. Hoặc là lùi, nhất quán thôi, mà phải nhanh. Nhất quán mà phải nhanh. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Tốc độ và sự chính xác nó là cái quan trọng nhất. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tốc độ đó. Tốc độ là phải nhanh. Có thể sai lầm nhưng mà phải quyết đoán. Chứ không quyết đoán thì khó chơi lắm các bạn. Chơi game mà không quyết đoán khó chơi lắm. Noi nói về ngày xưa khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp đi Long. Ui, ngày xưa tôi khổ lắm không ơi. Từ cái đợt mà 2015 là bắt đầu tôi đánh chuyên nghiệp rồi. Đợt đấy khổ lắm, tại vì mình là vùng trũng mà. Đợt đấy Việt Nam mình được gọi là vùng trũng đấy. Cho nên là nó khổ lắm, nó không có được ngon lành đâu. Vùng trũng. Xong bắt đầu là từ 2017 ấy, từ khi bắt đầu game mà có cái chức vô địch Đông Nam Á, GBL đấy. Bắt đầu ra MSI thì mọi thứ nó mới phát triển hơn chứ. Chứ hồi xưa khổ lắm công ơi, tiền làm gì có đâu. Đánh nó đánh vì đam mê không à. Đánh hầu như là vì đam mê không ấy, không có tiền. Xong bắt đầu là khi mà đánh chung kết thế giới xong ấy, là Việt Nam mình mới được công nhận là một cái khu vực là ok, khu vực mạnh hơn. Thế là bắt đầu mới tách ra khỏi GBL là thành một khu vực gọi là mạnh luôn á, khu vực riêng á. Đó thì bắt đầu là lúc đấy các mối đầu tư nước ngoài người ta mới quan tâm những cái game thủ của Việt Nam. Khi mà người ta biết đến Sọp này, rồi người ta biết đến Levi này, người ta bắt đầu mới quan tâm đến các tuyển thủ của Việt Nam. Và lúc đó thì Việt Nam mình mới được đầu tư nhiều hơn. Đó thì sau đó là cái lứa game thủ nó cực kỳ sướng. Mà những cái thằng trẻ mà không biết đấy, những cái thằng trẻ mà càng sướng thì nó sẽ càng khó để kiểm soát được cái gọi là cái tôi của bản thân. Nó càng kiểm soát khó được cái ấy đấy, cái tham vọng, cái mong muốn của cuộc sống của nó. Tại vì khi mà công kiếm tiền dễ thì đồng nghĩa với cả công mất, công ham chơi. Mà sống ở trong Sài Gòn mà anh em, sống ở trong Sài Gòn thì tất nhiên là công cũng thấy mà, cám dỗ nó nhiều lắm. Cám dỗ nó nhiều lắm. Đâu phải là thằng nào cũng đủ bản lĩnh để mà vượt qua được cám dỗ, cố gắng để mà làm một tuyển thủ giỏi đâu cô. Khó lắm công ơi, khó lắm. Theo ai nhìn nhận, địa một chỉ hợp với đánh vui. Cái tôi của Zero tỷ lệ nghịch với trình độ của top 1,2 cá nhân mà chỉ cần có lỗi là team nát. Vậy mà SBTC có hai cá nhân này không bao giờ à, là không ổn. Không anh ạ, tại hai thằng này nó thằng địa thì nó trai hạt lắm. Nhưng mà nó khổ cái lỗi là nó xui thôi. Thằng địa thì được cái nó trai hạt lắm. Nhưng mà khổ lỗi là nó xui. Tại vì anh cũng phải hiểu là nếu mà đánh ở trong một cái team ấy, đánh ở trong một cái team mà nó đánh 3 mùa, 4 mùa rồi nó toàn hạng nhì không à. Từ Evos xong rồi, nói chung là team lúc nào có lục đục hết. Mà nó là cái thằng cố gắng nhất. Em thật luôn 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 thằng địa nó là cái thằng cố gắng nhất. Nhưng mà nó lại không được đền đáp nhiều à. Cái khổ của nó là như thế. Nó không được đền đáp nhiều cho nên nó sẽ bị nản. Đến bây giờ thời điểm này nó bị nản. Nó đang bị rất là nản. Bây giờ nếu mà TS win 4 trận mà team mình chỉ thua 1 trận thôi là mình sẽ không có quyền tự quyết nữa. Và khả năng cao là mình sẽ top 4 đấy. Cho nên là bây giờ phải hy vọng là team mình phải thắng. Team mình phải thắng. Team mình phải thắng á.